Cái bài hôm nay mình sẽ chỉnh chỉ lại cái phần này ha. Bây giờ mình sẽ nói tới cái phần automation của cái phần AppSheet. AppSheet nó có cái automation khá là hay, và nếu mà mình vận dụng được á thì mình sẽ làm rất là nhiều cái tự động hóa trong cái quy trình làm việc của mình. Và trước mình đã áp dụng cái automation để mà mình tạo cái xuất PDF rồi. Bây giờ mình sẽ áp dụng cái automation để mình làm được những cái việc khác nữa. Hôm nay mình sẽ nói sâu về cái automation này. Thì automation nó gồm có 4 cái nè, anh chị để ý. Thứ nhất là cái bút, nó là cái giống như là cái mình xác định là cái hướng mình sẽ đi như thế nào á, mình đặt tên cho nó. Là thứ hai là cái này nó sẽ thực hiện dựa trên cái sự kiện nào, tức là khi mà mình bắn cho nó một cái tín hiệu như thế nào thì nó sẽ chạy cái bút này. Rồi tiếp đến là nó chạy những cái bước nào, gọi là cái step của nó, gọi là project. Và cuối cùng đó là nó sẽ chạy những cái hành động nào, những cái tác vụ nào khi cái bút này nó được thực thi. Thì nó có 4 cái như thế này. Rồi, thì đầu tiên là ví dụ như giờ mình tạo một cái bút, là khi mà xóa một cái dòng dữ liệu thì nó sẽ gửi thông báo. Ví dụ như khi mà mình xóa một, mình tạo một cái PO thì nó sẽ gửi một cái thông báo ha. Mình gõ PO when một cái PO nó được tạo đi, thì nó sẽ gửi cho mình một cái thông báo. Thì cái này nó gợi ý cho mình ba cái dạng này là mặc định. Tuy nhiên mình có thể mình chọn custom bút ha. Ví dụ giờ mình tạo một cái PO mới được tạo thì nó sẽ gửi cho mình một cái thông báo. Thì ở đây mặc định nó như vậy, mình có thể rename lại cái tên này. Rồi tiếp đến là mình sẽ thực hiện cái hành động này. Mình thực hiện cái hành động của mình là send a notification. Mặc định như vậy mình có thể đổi tên đây. Thì ở đây nó sẽ run a test. Tại run a test thì nó sẽ báo là set a notification, tức là nó sẽ tự động nó tạo ra một cái task ở đây. Cái task nằm bên này. Đó. Nếu như mình đang nằm ở đây, mình đang nằm ở bút, thì cái bút này nó liên kết ba này lại với nhau thôi. Đó. Thì bây giờ nó sẽ xóa cái này đây. Khi mà mình đã dữ liệu, đó, khi mà một cái PO mới được tạo thì nó sẽ chạy, thì cái quy trình của nó sẽ đi như thế này. Khi mình chọn cái PO mới thì mình nhìn qua bên này. Đó, event type của mình là nó chọn là data change. Ở đây anh chị có thể là set cho nó một cái schedule, tức là một cái lịch khi nào cái bút này nó sẽ chạy. Như ví dụ mình muốn 8 giờ sáng nó chạy, mình set vô cho nó là cái thời gian của mình hàng tháng, hàng ngày, hàng tuần. Mình set cho nó theo ngày, theo tuần. Rồi mình set cái khoảng thời gian cho nó, rồi theo cái khung thời gian UTC. Đó, rồi mình sẽ cho cái điều kiện để cho nó chạy là khi nào. Đó, ví dụ như cái điều kiện để cái con bút này nó chạy. Đó, ví dụ là khi mà cái dòng nó dữ liệu nó thay đổi, hay là khi một cái PO mới được tạo như thế nào đó. Nó khi nào thì nó sẽ thay đổi. Khi nào thì nó sẽ chạy cái này. Thì mình đặt cái điều kiện ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ chọn là data chain của mình. Là data chain của mình mặc định là mình để thì nó sẽ lấy bên danh mục sản phẩm, đúng không ạ? Danh mục sản phẩm thì không có đúng. Mình phải chọn lại là bên cái PO của mình mới đúng. Khi cái PO nó thay đổi thì cái này nó sẽ chạy. Ở đây mình đang chọn cái biến cố của mình là on chain, có nghĩa là có thể là thêm, xóa, sửa, nó đều chạy hết. Anh chị có thể chọn lại ha, thêm hoặc là xóa này, có thể chọn lại thêm hoặc là update này, hoặc là mình chỉ chọn lại là update thôi, update only. Đó. Ví dụ ở đây mình chọn update only thì mình đang chọn cho nguyên một cái dòng data luôn. Còn nếu ví dụ như mình muốn là một cái ký hiệu nào đó trong một cái dòng nào đó nó thay đổi thôi, thì mình sẽ chọn vô cái câu lệnh là list row. Bên trước mình có học trong cái bài mà xuất PDF. Xuất PDF mình sẽ gắn một cái bút, đúng không? Và cái bút này nó gắn trên một cái dòng dữ liệu thôi, trên một cái cột dữ liệu thôi, là cột file in này. Khi cái cột file in này nó thay đổi thì cái bút này nó mới chạy. Còn ở đây là bây giờ mình muốn là cái bút này nó sẽ chạy khi nguyên cái dòng đó nó thay đổi luôn, chứ không phải chỉ mỗi cái cột nào. Thì mình sẽ chọn là update only, hoặc là add or delete, hoặc là on chain. Ví dụ mình chọn là on chain đi, có nghĩa là khi người ta làm cái gì nó sẽ hiện thông báo hết. Nhưng mà cái này chắc cũng nên hạn chế, bởi vì nếu mà nó hiện như vậy á thì một ngày mình sẽ rất là bận rộn để mà mình nhận những cái thông tin nhiều khi nó không cần thiết. Thì mình có thể mình chọn là add or delete. Bởi vì delete nhiều khi thằng nào nó xóa thì mình biết, mình cảnh báo, thì mình chọn add or delete thì nó sẽ gửi cho mình một cái thông báo.
Đó. Nó gửi cho mình một cái thông báo. Rồi, nó gửi cho mình một cái thông báo và nó sẽ chạy một cái tác vụ. Đó. Ở đây nó sẽ có hai cái trường hợp, nó có hai ba bốn cái luồng đi nè, anh chị để ý. Ví dụ run a test có nghĩa là nó sẽ đi một luồng thôi và nó sẽ chọn một cái tác vụ nào đó để nó chạy. Ví dụ ở đây mình chọn cái tác vụ của mình là mình gửi một cái, mình bắn một cái thông tin. Ở dưới này nó có năm cái dạng nè, năm cái dạng tác vụ. Ở trên này á thì nó sẽ có những cái luồng để nó đi. Ví dụ luồng thứ nhất là nó sẽ thực thi một hành động ngay. Đó. Hai là nó sẽ chạy một cái action mà mình đã tạo ở bên cái behavior. Đó. Đây mình sẽ có những action mình tạo bên cái behavior. Còn cái này cái task này nó chạy là mình tạo ở bên cái bút. Đó. Cái task này mình tạo ở trên cái bút ha. Task này thì được tạo ở bên bút. Đó. Ví dụ như giờ mình chạy mình run ở task. Run ở task mình chọn ở đây run ở task. Ở đây mình chọn là send a notification. Đó. Thì nó sẽ gửi cho mình một cái thông báo trên cái app của mình. Giờ mình sẽ thử mở cái thông báo, mình set xong rồi mình sẽ mở một cái thông báo lên coi nó chạy không ha. Rồi, mặc định thì nó sẽ lấy trong cái table name của mình là cái bio. Rồi, mình muốn gửi tới cho ai thì thực ra cái chức năng mà mình muốn gửi cho ai này mình chỉ áp dụng được khi mà cái app của mình đã deploy thôi, còn mặc định á thì cái này á nó chỉ gửi cho admin thôi. Đó. Và bây giờ giả sử như giờ mình để luôn cái table default của mình luôn là như vậy. Mình không có tắt cái này ha, mình lưu lại. Bây giờ mình thử chọn một cái này, mình mở cái phone của mình lên. Để mình coi. À, anh chị nhớ là ở đây nó chỉ gửi thông báo trên điện thoại thôi nha. Ở đây nó chỉ gửi thông báo trên điện thoại thôi, nó không có gửi thông báo trên những cái ứng dụng khác. Này, giờ mình connect cái này đặt. Thì thường thì cái thông báo này thì mình chỉ cần nhận khi những cái gì nó quan trọng thôi, những cái gì không quan trọng mình có thể mình không cần cài đặt. Chọn đây. Thì bây giờ mình thử xóa, mình xóa cái đơn hàng. Là mình mở cái con của mình lên mình coi thử ha. Đó, nó sẽ hiện cái thông báo là delete to application hoặc exit table. Thì đây là cái thông báo mặc định của exit, mình có thể mình chỉnh lại được ha. Mình có thể mình chỉnh lại. Mình vô automation. Tại đây mình sẽ chỉnh lại cái thông báo của mình. Send a notification, mình có thể mình chỉnh lại cái thông báo của mình là mình vô chỗ này nè, thay vì view default thì mình tắt cái này đi. Đó. Tại đây mình chỉnh lại cái công thức trong này. Đó, công thức mặc định của nó như vậy. Update mode thì nó sẽ tạo là thêm sửa sửa gì thì nó sẽ hiện cái kiểu update đây. Thì cái này mình có thể để ha. Update. Đó, trong cái ứng dụng nào, ví dụ mình muốn cái do mình có nhiều ứng dụng á nên có thể người ta để, còn ví dụ mình không cần. Mình chỉ cần mình để cái chỗ này lại là đơn hàng. Đó, đơn hàng. Đó. Mình sửa lại là đơn hàng. Cái app name của mình thì mình sửa lại là thành là số BO đi. Đó. Số BO. Rồi ví dụ như chỗ này dưới này mình đặt là ví dụ là số BO này. Đó là đơn hàng này. Rồi trị giá thành tiền gì đó. Thành tiền rồi người tạo à, cú pháp của nó thì giống y như cái cú pháp ở trong cái bữa trước mình tạo trong cái template như thế nào thì ở đây nó tạo y chang như thế đó ha. Đó, ví dụ người tạo thì bây giờ mình xem thử trong này cái tên người tạo của mình là gì, có thể thêm mã khách hàng. À, người giao, người nhận thành tiền, người lập. Đây cái tên là người lập. À, ví dụ như ở đây mình gọi là người lập. Rồi à, số đơn hàng ở đây mình tiếp đến là khách hàng đi. Mã KH, mã KH này mình có thể mình liên kết với lại cái khóa
mình điền dạng lookup cũng được ha. Đó thì đây là cái cú pháp của mình, là cái phần đây là phần tiêu đề này. Đó. Cái phần trên là phần tiêu đề này. Ví dụ table này nọ mình không cần thiết, mình xóa cái này đi. Đó. Để tạo đơn hàng bởi cái user nào đó đi. Đó. Rồi vào lúc mình sửa lại cái câu này. Đó, xong cái câu này mình lưu lại. Bây giờ mình thử, mình qua bên này mình test lại. Mở nhỏ nhỏ lên đây mình test thử. Và bây giờ mình sẽ vô điện thoại. Gì đây, nó đang bị báo lỗi. Anh đang là người lập bị sai. DO. Chưa có đóng. Kiểm tra lại. Đây, cái thành tiền của người lập này mình phải đóng lại ha. Rồi, ok. Lưu lại. Nói chung AppSheet thì nó cũng đơn giản, là anh chị mỗi lần làm sai cái gì nó hiện thông báo lên, mình chỉ cần mình chịu khó mình đọc cái thông báo, mình rà lỗi là mình xử lý được hết. Và mình vô cái app của nó. Mình test lại thử. Giờ mình sẽ chọn setting. Username mình chọn là NV1 1 2 3 4 5 6. Rồi, lưu lại. Ví dụ bây giờ tạo một cái đơn hàng, nó thông báo dường như là chỉ sau vài giây thôi, nên cái thông tin mình thấy là nó rất là kịp thời. Đó, ví dụ như mình chọn một cái sản phẩm, mình lưu lại. À, đây mình lưu luôn. Thì sau khi nó chạy đồng bộ xong cái số 2 này là bên cái điện thoại mình, nó sẽ bắn thông báo ngay lập tức. Đó, nó hiện thông báo nè, đơn hàng được tạo bởi người nào. Đó, nó sẽ có cái phần khúc khúc trong này, mình có thể mình bút xuống mình xem. Đó, cái thông báo của nó sẽ hiển thị ra rộng ra. Đây là những cái thông báo trên điện thoại của mình. Đó, mình có thể mình chỉnh lại được những cái thông báo này hết ha. Đó là cái phần thông báo. Thì bây giờ tiếp đến cái phần thông báo, thì nhiều khi mình muốn gửi email về một cái tình trạng đơn hàng nó thay đổi, hoặc là gửi email theo cái thời gian này nọ, thì nó cũng tương tự y chang vậy. Giả sử như mình muốn hiển thị xong cái này, mình thêm một cái hành động nữa là gửi một cái email đi. Đó. Thì chỗ này mình sẽ gửi một cái email. Mình mở rộng này ra cho nó dễ nhìn. Đó, ví dụ như giờ mình sẽ thêm một cái hành động thứ hai nữa là mình gửi một cái email ha. At step của mình là gửi email. Đó. Ví dụ như mình muốn gửi email tới cho ai. Ví dụ mình gửi email tới người lập hay gửi email tới ai đó. Thực ra thì AppSheet ở đây nó chỉ hỗ trợ gửi email tới admin thôi. Ví dụ mình send a notification. Đó, hoặc là chỗ này mình sẽ chia ra làm hai trường hợp. Ví dụ mình muốn đi hai nhánh thì mình để ra hai nhánh như vậy. Ví dụ như giờ chỗ này nếu nó ghi gì tùm lum đó, mình không cần quan tâm cái này. Thực ra cái câu trên này này là nó là mô tả cho cái điều kiện ở bên dưới này nè, là nó gửi tới cái người lập, cái user email của cái người lập này nè. Đó. Nếu mà cái email này theo cái đuôi này, mình ở đây mình không cần như vậy, mình chỉ chọn run a task thôi. Đó. Mình chọn run a task, rồi mình sẽ chọn cái hành động của mình, chọn create a new task. Ở đây mình đặt lại cái tên này là gửi email ha. Đó. Cho admin ví dụ vậy, bởi vì mình đang xài free nên mình chỉ gửi email cho admin. Còn ví dụ như mình xài cái gói bản quyền thì có thể mình gửi email cho những người nào, thì mình có thể mình ấn định cái người đó vào, hoặc là mình gửi cho cái người nhận.
là khách hàng của mình hay là sếp hay là cái người tạo hay là ai đó không cần biết, thì mình sẽ ràng cái điều kiện được, thì mình sẽ chọn send an email. Tại send an email thì nó cũng lấy từ cái table bo này. Rồi mình chọn default ha, to ở đây người nhận là ai, thì mặc định đó là nó sẽ gửi cho mình, chỉ điền được cái email của admin thôi, còn cái email của người nhận á, chỗ này á, mà nếu mình điền vào thì app nó sẽ báo lỗi là mình chưa có deploy nên nó sẽ không có gửi được đâu. Thì ở đây mình đang ví dụ là mình gửi cho Hiền đi ha. Đó. Mình cũng có thể mình điền email khác nếu mà cái app của mình là có bản quyền ha, mình nâng cấp lên cái phiên bản cao hơn đó. Thì bây giờ mình thử mình gửi một cái email mặc định luôn, thì nó sẽ gửi email mặc định cho mình nó, khi mình xóa hoặc mình sửa thì nó sẽ gửi cho mình một cái email. Giờ mình sẽ thử. À, bây giờ mình sẽ vào data. À, sorry. Mình vào trong setting mình cài lại đã ha. À, bây giờ mình sẽ tự test mình tạo một cái đơn hàng mới coi nó có gửi cái email cái cho mình hay không ha. Đó, mình vô mua hàng. Rồi mình sẽ tạo một cái đơn hàng mới. Dọn. Đó. Ví dụ mình thêm sản phẩm. Thêm sản phẩm nữa đi. Mình lưu lại. À, mình coi. Bây giờ nó sẽ gửi cho mình đồng bộ hai cái, một cái là tin nhắn, một cái là email. Mình coi thử là nó có về đúng không? Đó. Tin nhắn nó vừa mới báo cho mình liền ha, là đã add một cái đơn hàng cái phiếu VN như đó. Đây. Là nó gửi lúc 21 giờ 2 phút là cái đơn hàng của mình được tạo với cái số tiền 2 triệu 3 ha. Này, thì cái này anh em bản xuất của mình là muốn coi nhân viên nó báo cáo giờ nào ngày nào, mình có thể mình xét cái báo cáo dạng này rất là tiện cho mình có thể mình quản lý được, hay là cả những anh em kinh doanh ở bên ngoài cũng vậy, khi có một cái đơn hàng phát sinh họ sẽ gửi email cho mình. Bây giờ mình vô Hotmail mình kiểm tra coi có không ha. Đây, trong Hotmail của mình nó cũng sẽ hiện một cái email nó vừa mới gửi tới cho mình đây. Đó. Thông tin nó như vậy, đây là thông tin chi tiết của một cái đơn hàng của mình đó, nó gửi cho mình một cái email. À, mình cũng có thể mình custom lại cái email này theo cái cách của mình ha. Đây, gửi email ở đây mình cũng có thể mình vô mình chọn mình tắt cái default email này đi, mình soạn lại cái email cho nó theo cái ý của mình đó. Mình có thể mình soạn lại đi gì đó cái đơn hàng được tạo vân vân, cái này mình soạn cái nội dung vào đó, nó cũng giống như cái phần kia. Còn đây là cái phần header của cái email để mình xem trước cho những cái thiết bị di động hoặc là cái phần mình duyệt nhanh đó, thì nó sẽ hiển thị cái gì thì mình sẽ trình bày vô trong này đó. Thì mình có thể mình áp dụng cái này để mà tạo tin nhắn hoặc là gửi email đó. Rất là thuận tiện cho mấy anh em mình để trong cái việc mà quản lý sản xuất. Thì nói chung là cái phần này á, nó có rất là nhiều cái thứ trong này, mấy anh em mà mình cứ làm rồi mình nghiên cứu thêm. À, mình có thể mình đặt lịch để gửi nè, đặt lịch để gửi mail đó, mình đặt đặt lịch là khi nào đó thì cái bút này nó sẽ chạy hàng ngày vào mấy giờ đó. Ví dụ như chỗ này, thay vì mình xét cái biến cố của mình ở trên cái bút trên đầu này nè, cái bút này nó đã được chạy theo một cái dữ liệu nó biến đổi đúng không, khi mà dữ liệu nó cập nhật nó sẽ chạy, thì mình set là schedule cứ hàng ngày cứ tới giờ đó nó sẽ chạy đó, hoặc là hàng giờ hoặc là hàng tuần mình đều có thể mình set một cái schedule cho nó chạy. Và cái cú pháp, cái cách thức, cái khúc sau nó cũng tương tự y chang cái này vậy đó. Thì đó là cái cách để mà chúng ta có thể áp dụng cái automation để mình giải quyết được rất là nhiều. Hoặc là ví dụ mình có thể mình gắn cái automation, khi một cái giá trị này nó thay đổi thì nó sẽ dẫn tới một cái kia thay đổi. Ví dụ như giờ
Ở đây không có cái gì để mà mình ví dụ thực tế. Mà ví dụ giả sử như giờ mà khi mà một người ta thêm một cái anh mình có thể mình ràng buộc cái trường hợp này nè. Khi một cái PO mới được tạo thì nó phải cập nhật cái giờ được tạo đó là đúng với cái giờ hiện tại. Thì đó cũng là một cái cách để mà mình ví dụ khi cái cột cái in cái số phiếu này nó được tạo nè. Thì cái giờ mà người ta tạo cái này á, nó phải được cập nhật lại chính xác. À, ví dụ như một cái phiếu này nó được tạo thì nó sẽ được record lại cái giờ. Ví dụ khi cái này nó được tạo đi. Đó. Ở đây mình đang chọn là add or delete. Bây giờ giả sử như mình chọn là add thôi. Add only. Mình chọn add only thôi. Đó. Thì mình chọn ở đây là add only. Thì có nghĩa là khi thêm thì nó mới gửi cái thông tin mới bắn tín hiệu, còn khi xóa khi sửa thì nó sẽ không có gửi. Thì chỗ này mình có thể mình thêm cho nó một vài cái hành động ở chỗ này nữa nè, nó có thể nó chạy cùng lúc nhiều cái hành động đó. Hoặc là nó có thể nó rẽ ra nhiều hướng đó. Ví dụ như giờ mình muốn return value đó. Ví dụ như em chọn return value có nghĩa là cái giờ mà tạo đó, nó phải trả về đúng cái giờ nào đó. Ví dụ là em chọn ở đây là return. À, mình muốn là ngày và chữ gì đây? Bio. Đó mình muốn cái ngày tạo này nè, hoặc là cái thời gian tạo này nè, nó phải đúng với lại cái ngày hiện cái thời gian hiện tại. Mình chọn cái chỗ này là ngày này đi. Là nó phải trả về cho mình đúng với lại today. Ngày đúng với hiện tại đó, để là tránh cái trường hợp là tụi nó sửa phiếu đó. Ví dụ run to know đó, thì chỗ này mình sẽ set return a value đó, và mình set vào trong cái cột nào đó. Ví dụ mình đang set cái cột ngày đúng không ạ, cái cột ngày đó. Thì đây mình sẽ chọn cho cái cột ngày. Return the value của mình chỗ này là mình sẽ return the value ngày này nó sẽ bằng là no. Đó, lưu lại. Ngày là cái hàm return ngày đúng lại. Đó, cái cột ngày của mình nó sẽ trả về cho mình cái giá trị là đúng với ngày hôm nay, để tránh cái trường hợp là tụi nó sửa cái ngày. Đó, nó sửa cái ngày như mình muốn như vậy. Thì như vậy là nó chạy cùng lúc khi một cái giá trị nó được tạo, một cái dòng dữ liệu nó được tạo thì nó bắn cho mình cùng lúc ba cái automation. Automation thứ nhất để nó gửi cho mình một cái tin nhắn, automation thứ hai để gửi email. Đó, mình có thể mình điều chỉnh, mình thay đổi mấy cái thứ tự của máy này ha. Nhưng mà này nó lại chưa có cái thao tác kéo thả ha. Nó chỉ có như vậy thì mình có thể mình sắp xếp lại. Đó, tùy mình thôi. Mình có thể mình thêm, mình sửa, mình xóa. Thì ở đây nó có một số cái trường hợp mình áp dụng cơ bản thì hướng dẫn thôi, nhưng còn có rất là nhiều cái trường hợp khác nữa anh chị có thể gặp trong khi mà sau này mình làm thêm lên. Nhưng mà nói chung thì những cái gì mình hay gặp thì hiện được liệt kê ra đây thôi. Cái mình sử dụng nhiều nhất đó là create a new file này để mình xuất PDF hoặc xuất Excel này. Cái mình thường hay gặp gì đó là mình sẽ tạo cái thông báo hoặc là email này. Còn cái SMS thì nó chỉ áp dụng ở Mỹ, mình không có xài được thì bỏ đi. Call WeHood cũng không, mình không xài, mình bỏ luôn. Nó mình chỉ cần xài ba cái action, cái task này thôi. Rồi còn cái luồng chạy của nó thì ở đây nó sẽ chạy theo những dạng nào? Nó run a test. Có nghĩa là nó chạy một cái task trong cái automation này luôn. Là nó chạy một cái hành động.
Đó, nó run a test hoặc là nó chạy một hành động hay là như thế nào đó mình phải set cho nó ha. Đó. Như ở đây mình chọn là send a notification đây. Đó là mình đã set cái mấy cái này mình khi mình tạo ra ở đây á, anh chị để ý khi mình tạo ra thì cái nào không xài thì mình xóa để tránh cái trường hợp mình tạo rất là nhiều cái task hoặc là project task ở đây ha. Đó, khi nào mình đã tạo ra thì mình cái nào mình tạo ra mình phải xài và mình nhớ mình rename cho nó, mình đặt tên lại chứ không sau này mình không biết mình xài cái nào. Đó. Khi mỗi lần mình tạo một cái bút auto thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều project với lại cái task như thế này. Thì nếu những cái nào mình không xài thì mình xóa đi. Ok, thì trong bài hôm nay thì chủ yếu mình nắm về cái automation, còn cái phần mà action này để cho Hiền coi lại rồi có gì trong cái bài tới thì sẽ xử lý lại cho anh chị nha. Sorry là trong bài học hôm nay thì không có được chuẩn bị kỹ lắm. Và bây giờ mọi người chúng ta có thể đặt những cái câu hỏi gì để mà mình giải đáp trong cái phần này á. Bởi vì cái này em nghĩ thì các anh em quản lý mình sẽ cần xài rất là nhiều. Nên mình sẽ ưu tiên mình về mình giải đáp cái chỗ này. Chỗ nãy lúc thầy đặt cái thông báo thầy mà mình có liên, em thấy cái nhân viên nó trả về là nhân viên một, mình muốn liên kết với cái bảng danh sách nhân viên để nó trả về cái tên được này. Được được, thì cái cú pháp của nó y chang vậy thôi, mình gắn cái mã nhân viên với lại cái tên nhân viên. Đây. Ví dụ như giờ mình đang nó nằm ở một cái bảng table khác thì mình chấm này. Đúng rồi, chấm hoặc là mình sử dụng hàng lốc cộng như nhau ha. Ví dụ như giờ ở đây mình send a notification. Đó, như ví dụ như sorry, nhầm bảng. Bảng bên này mới đúng. Automation. Ở đây mình sẽ lấy theo tên khách hàng với tên nhân viên đúng không? Thì chỗ này mã khách hàng chấm khách hàng phải không? Coi có đúng, mình gõ phải đúng chứ không bất công nó báo lỗi. Khách hàng. Đó. Là ví dụ như chỗ này mã nhân viên. User email chỗ này đúng không? Mình dùng lookup user email. Đó. User email. Rồi danh sách nhân viên. Rồi email. Rồi tên nhân viên hay là gì? Họ và tên. Ví dụ vậy. Email trả về họ và tên. Khi mình sửa đây này thì anh chị để ý nhiều khi bị sai cú pháp nha, nên khi mình sửa mình muốn chính xác nên copy ra ngoài mình sửa rồi mình thải vô cho nó chuẩn. Đó. Đó, tờ này bởi đó, ví dụ như vậy. Người lập ở chỗ này, người lập hồi nãy như là nó get là ID đúng không, ID hay là tên đó. Người lập đó, mình có thể mình mình lập lúc nãy nó ghép là username. Đó, username. Đó, thì bây giờ mình để lại họ và tên đi. Đó, ví dụ vậy. Bên chỗ này không cần thì mình để chỗ này chỉ cần user email thôi. Đó. Ví dụ giờ mình sửa luôn cái này ha. Thử test lại. À, bây giờ mình thử mình tạo một cái đơn hàng. Sorry, đăng nhập đã. Tạo cái user setting này thì nó có một cái phiền cái là mỗi lần mình sửa app là mình phải đăng nhập. Còn đối với người dùng ấy thì mình đã cài một lần trên điện thoại của mình thì mình nhớ đi cái lần đó rồi. Rồi. Cộng. Lưu lại.
Đó thì trên điện thoại mình nó đang hiện thông báo đây. Sao mà nó chưa đồng bộ cái này? Rồi nó đã hiện thông báo trên điện thoại rồi. Rồi bên email nó cũng hiện thông báo luôn. Điện thoại nãy mình vừa mới refresh phát nó bị lỗi. Anh thì nó cũng đồng bộ hết đầy đủ. Ok hiện nha. Mình chỉ cần mình sử dụng cái hàm trên này với lại cái hàm ở trên cái template giống nhau. À, cái hàm trên template với lại hàm ở trên cái automation nó giống nhau. Ok. À, mọi người cứ 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 thực hành á. Nói chung mình phải làm rồi mình mới xử lý được ha. Bây giờ học không thì không thực hành thì nó sẽ quên liền. Ok, những anh em khác mình có hỏi gì thêm không? À, anh Phú có hỏi gì thêm không anh Phú? Chưa thấy cái này phải thực hành mới biết được thầy ơi. Thì cái này anh làm để mà ví dụ nhân viên mỗi lần nó gửi báo cáo là nó sẽ báo lên điện thoại anh, nó rất là tiện luôn á. Còn cái phần mà gửi mail thì thực ra có cần gửi những cái gì quan trọng thôi. Set một cái lịch mình gửi cái mail hàng ngày đi. Mỗi ngày nó gửi cho mình lần, thay vì nó gửi tất tần tật thì sáng sớm vô nó gửi lần. Mình set cho nó một cái schedule thì phần mềm nó sẽ tự động nó chạy cho mình. Dù nó chạy 10 đơn nó sẽ gửi 10 cái email. Sáng vô nó gửi. Để khỏi phải tốt 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 cho mình mất công. Anh chỉ em cái phần mà em tạo ra hai cái file PDF nó lưu về hai nơi á anh thầy. Rồi, hai cái file PDF lưu về hai nơi hả? Thay vì mặc định mình sẽ lưu về một nơi để mình mở trên cái app, bây giờ em sẽ làm hai con bot Rồi. xích ra mỗi cái một file, Ừ. mà một file em muốn lưu cho một chỗ được không? À, hồi giờ thì thực sự là chưa làm này nhưng mà mình nghĩ là được. Bây giờ sẽ test thử một cái cho xem ha. Ví dụ như giờ mình sẽ tạo một cái automation để mà mình gửi hai cái file đó về hai nơi đúng không? Không, cái hai cái file PDF anh, ví dụ tại vì mình làm một cái app, mình cho một bộ phận bên kia nhập, nó sẽ xuất ra cái file PDF của bên kia, rồi sau đó mình với bên đây mình xử lý, mình xuất ra cái file PDF của cái phòng khác nữa. Nhưng mà thông thường em nghĩ nó sẽ lưu vậy có một cái thư mục mặc định của mình thôi, mà em muốn tách cái phần lưu nó ra luôn á. Thì mặc định á nó sẽ lưu như thế này. Xuất phiếu đúng không ạ? À? Vậy chỗ này mình lăn chuột xuống đây mình để ý này, file folder path cái nguồn của mình ở đâu? À, nếu mà mình để trống thì có nghĩa là nó lưu trong cái thư mục mặc định. Được chưa? Vậy thì bây giờ mình chỉ cần mình chỉ cái nguồn của mình ở đâu. Giả sử như giờ trong cái drive của Hiền. Vào drive. Đó, mình tạo một cái drive. Drive gì đây? Vào Gmail mình tạo Gmail đi. Mình sẽ tạo trong cái drive của mình một cái thư mục gì đó mà để mình lưu file ha. Ví dụ như giờ mình tạo một cái thư mục là học Apsis, mình tạo cái thư mục của mình ở đây đúng không ạ, là lưu file Apsis. À, lưu file Apsis đi ha, có dấu cũng được không dấu cũng được, tốt nhất là không nên có dấu. Rồi. Ví dụ này mình đặt là AppSheet 1 đi. Mình tạo như vậy để coi nó tạo được luôn thêm một con không. Lưu file. Rồi mình mới tạo xong cái nó nhảy đâu.
gõ kiểu đó nó không cho tạo, phải tạo từng cái. Tạo thư mục thứ nhất là lưu file ha. Đây. Đó. Thư mục của mình là lưu file trước. Đây. Nãy lưu file appsheet nó không có tự động nó tạo dấu sịt con. Rồi. Ví dụ giờ chỗ này mình sẽ đặt tên cho nó là appsheet 1 đi ha. Đó. Ví dụ như mặc định mình sẽ lưu một cái ở bên 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 thằng kia rồi, bên default rồi, bây giờ mình sẽ chọn một cái nữa là trong cái lưu file xịt appsheet 1, đúng không ạ? Lưu file appsheet 1 thì bây giờ mình sẽ tạo thêm cho nó một cái y chang cái này. Cái này mình chọn cái thằng này là lưu lưu file 2 đi ha, lưu PDF 2. PDF 2. Rồi, ở đây mình sẽ chọn run a test create a file luôn. Mình chọn file của mình là rồi mình chọn PDF. Thư mục của mình thì mặc định rồi. Ok. À, cái template mình lấy template mặc định. Bây giờ cái file store của mình, đây mình sẽ điền là xịt lưu file xịt appsheet 1. Xịt lưu file xịt appsheet 1 xịt cái đi. Đó. Vậy ha. Rồi, cái tên file appsheet.dot luôn. Vậy nó. Rồi, nó chạy xong cái xuất phiếu này, nó sẽ chạy qua cái xuất phiếu này cho mình. Ok. Mình dispose tên bật cứ để này đi. Rồi bây giờ mình hy vọng là nó sẽ lưu cái này và nó trả về đúng cái đường dẫn cho mình ha. Giờ mình sẽ thử vô đây. Mình chạy một cái bút xuất phiếu. Mình vô đây mình kiểm tra coi thì nó có tạo không. Bởi vì mình lưu mình tạo cùng lúc hai cái nên khả năng nó sẽ chạy chậm một tí. Và thử. Xuất phiếu. Phiếu thứ nhất coi nó chạy ra không. Lưu file. Appsheet 1. À cái chỗ này mình đặt tên file sai. Mình rename lại, cái tên file nó bị sai, đổi tên. Mình sẽ xuất lại phiếu đi. À, cái phiếu mua hàng bên này nó vẫn chạy tốt ha. Giờ mình sẽ kiểm tra thử mình xuất lại coi nó chạy không. Vẫn không chạy ạ. Lưu file. Lưu file. Appsheet 1. Lưu file appsheet 1. Đúng rồi. Bây giờ mình vô manager kiểm tra monitor. Launch. Chỉnh nó lại. Quả nhưng mà bạn nói là nó chung một cái app hay là hai cái app? Khánh nói là một một app hay là hai app?
Một app anh ơi. Một app đúng không? App nó sẽ chạy. Lưu PDF2 The Document Body Empty. À, chưa có tài liệu hả? Kiểm tra lại, mình chưa tạo thêm cho nó. Automation. Chỗ cái template của cái lưu PDF2 đó mình gọi cho nó tới cái template của cái thằng một được xài chung. Nó đang xài chung một template. À, sorry, cái template này nó đang tạo là Excel. Excel. Ép nó quá. Excel mà bắt nó làm PDF này, nó báo là cái template trống. Mình tạo cái template kìa đã. Rồi, nó tạo template rồi á. Giờ chạy lại. Thì với cái cách này chắc chắn là được. Nếu mà không được thì mình phải coi lại mấy cái tên tên thư mục này nè, nó có bị sai không thôi. Giả thường là như vậy là được á. Ở các trường hợp là hai luồng, ví dụ mình có hai form thì mình sẽ làm nó ra một cái get no vậy này nè. Nếu là form 1 thì nó sẽ chạy cái luồng nào, nếu là form 2 nó chạy luồng nào. Mình xuất phiếu. Rồi một số cái công ty thì có nhiều kiểu form khác nhau cho những cái loại sản phẩm khác nhau. Ví dụ phiếu kiểm tra nguyên liệu nó khác với cái kiểm tra bao bì đúng không? Thì mình sẽ làm hai cái form mặc dầu chung Ví dụ database. như ở bên kho nó sẽ xuất ra một cái phiếu là yêu cầu kiểm tra, Dạ. từ cái phiếu yêu cầu kiểm tra qua bên nguyên liệu mới ra một cái biên bản kiểm tra, Dạ. à, thì cái phiếu yêu cầu kiểm tra đó, đó thì nó sẽ xuất ra một cái file PDF riêng, Đúng rồi rồi biên bản thì kiểm tra thì sẽ xuất ra một file riêng. ok. Thì mình có thể mình tạo những cái thư mục con này nó đẩy ra được hết. À. Không đúng rồi. Nó báo là đã chạy hết luôn rồi, chạy luôn cả PDF lưu file luôn rồi. Nhưng mà lưu đi đâu? Nhưng mà lưu đi đâu? Hình như nó lưu trong cái content luôn, nó gì nó lưu trong cái. Từ từ để kiểm tra lại. Nó phải lưu, nếu mình chọn cái đường dẫn đó thì nó phải lưu trong cái đường dẫn đó mới đúng. Nếu mà nó không đúng thì phải coi lại chỗ lý do chỗ nào. Abscess data. Tên app của mình là học AppSheet. Tên app của mình là học AppSheet. Học AppSheet. Cái dưới Em này nhiều quá là không nhớ, không 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 tìm được. Đây. Lưu file, à nó để trong này, lưu file trong này. Nó tạo ở trong này, nó tạo ở trong này, tức là nó sẽ lưu vào trong cái project của nó. Muốn đổi cái project ra ngoài thì phải có nó cái, bây giờ lưu trong đó cũng được, nhưng mà mình mở trên app cái file này thì mình vẫn mở được phải không anh? đúng là miễn cái đường dẫn của mình thiết lập bên cái tạo cái link file với lại bên này nó vẫn như nhau thôi. Nó lưu bên này, nó lưu trong project. Thì bây giờ mình muốn nó không có lưu trong project thì mình thiết lập từ bên ngoài. Nhưng mà thiết lập ngoài đó không khéo là cuối cùng nó lỗi tùm lum rồi đi đi khắc phục đuối. Tức là mình thiết lập ở đây nè.
Thay vì mình không muốn cái folder default của mình là đây thì mình đưa nó ra ngoài. Không, em hiểu bây giờ, em hiểu vấn đề giờ, em muốn cái thiết lập đúng như cái đường này, nhưng mà em thêm cái sẹt cho cái hai nhánh riêng đó thôi. Đúng rồi, là được. À, Thì rồi cái rồi hướng đấy, hướng đó ok đấy em. rồi để mời em chép thử đấy. Rồi. Rồi cảm ơn anh. À, bây giờ mọi người có thể tham khảo thêm cái dạng mà hai luồng nè, mình đi hai luồng. Lát sau có hai app mình đang chọn, ví dụ như app này đi, mình có hai cái form báo cáo cho hai cái đối tượng khác nhau. Bây giờ mình muốn tạo một cái nút xuất mà ứng với cái đối tượng này thì nó sẽ xuất cái form này, ứng với đối tượng kia nó sẽ xuất cái form kia. Thì thực ra thì nếu mà mình đã lưu trữ data ở trên app thì chuyện mình lưu ở thư mục này hay thư mục kia thì nó cũng vậy thôi Khánh, miễn sao nó móc ra được. Đây, ví dụ đây là cái ông này ổng sẽ check khi mà tạo cái file, cái tên file thì giống nhau, tên file báo cáo giống nhau, đúng không ạ? Khi tên file nó thay đổi giá trị thì nó sẽ check cái tên của cái đường dây, tức là tên của cái loại này nè, nó thuộc cái loại nào. Nếu mà nó thuộc cái loại này mà Z thì nó sẽ trả về là cái form số 1 này, nó sẽ xuất cái form số 1. Nếu mà nó no thì nó sẽ xuất cái form số 2. Ví dụ như giờ ở đây mình muốn thêm cho nó một cái hành động tiếp, để tạo tiếp một cái hành động ở đây nữa ha, đấy, nhưng mà không cần thì thôi. Đó. Thì nó sẽ có những cái luồng nó đi như vậy, vị chính yes no, nó yes thì đi như thế nào, no thì đi như thế nào, và cái hành động tiếp theo sẽ là gì thì mình có thể mình thiết lập cho nó một cái lưu đồ, cái workflow nó đi như vậy. Thì cái này nó gọi là automation. Thì mình áp dụng automation nhiều trong cái việc mà mình để xuất file nè, để mà gọi một cái hành động khi một cái giá trị nào đó nó thay đổi nè, khi mà một cái gì đó thêm sửa xóa, mình có thể mình thực hiện gửi tin nhắn, gửi thông báo, hoặc là mình set một cái lịch để mà mình gửi email vân vân. Thì đó mình ứng dụng automation như vậy. Thì trong này nó có nhiều cái thứ nữa mà ví dụ sau này mình xài nhiều thì lúc đó cái nhu cầu mới phát sinh, còn bây giờ mình mới cơ bản thì mình chỉ cần mình nắm vô đó là đủ để mình xài rồi. Ok ha. Dạ rồi, chắc mình có hỏi gì thêm nữa không, mình sẽ kết thúc ở đây ha. Ok, anh Phương có hỏi gì thêm anh Phương? Cái Dạ phần thôi thầy ơi, phần kế toán bây giờ mình có làm tiếp không? có thầy đang làm từ từ, Rồi khi rồi. nào vướng cái gì hỏi thầy. Rồi thì nói chung là trên cái tiết học thì mình chỉ hướng dẫn những cái chung, ví dụ trong cái quá trình sau giờ học á thì mọi người cứ gặp vấn đề gì cũng bị tắt á, bác cần hỗ trợ thì cứ alo ha. Dạ Ok, chào cả nhà nha. dạ rồi, chào thầy. Rồi, Chào chào thầy. các anh.